Sáng ngày 12 tháng 3 năm 2024, đoàn đại biểu Quốc hội do ông Nguyễn Đại Thắng, Phó trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh về chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023. Tại buổi làm việc, đoàn đã được nghe lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở báo cáo về những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc sau một thời gian hoạt động theo cơ chế đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý và tự chủ tài chính của các đơn vị. Cụ thể là có những chức năng nhiệm vụ còn có sự chồng chéo, trùng lặp giữa các đơn vị tự chủ về tài chính nhưng chưa được giao quyền chủ động hơn trong tuyển dụng và bố trí nhân sự, nên thiếu tính năng động trong hoạt động chuyên môn của đơn vị. Đoàn giám sát đã tiếp nhận những ý kiến, kiến nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở để đoàn giám sát có những biện pháp đề xuất, tham góp vào việc xây dựng cơ chế chính sách làm sao cho các đơn vị công lập được hoạt động hiệu quả hơn, góp phần vào việc cải cách nền hành chính nhà nước trong giai đoạn tới.